Hello, thì xin chào cả nhà đã trở lại kênh của Tiền nha. Thì hôm nay Tiền quay cái nhân thọ của Tiền nó được cũng được mình ra chậu cũng được 3 ngày rưỡi rồi các bạn. Thì chị hôm qua Tiền có quay một video mà nó bị lỗi rồi. Để chút xíu Tiền đăng coi được không, đăng cho cả nhà xem nha. Hôm chuyện qua thì Tiền cũng có phun cái rất hay các bạn. Rất hay cho nó như cái ruộng rễ đâu nè. Cái nhân thọ chậu của Tiền bữa nó có mấy cây các bạn, mấy cây nó bị con gì cắn nghiêng này, ra có được 3 ngày rưỡi rồi các bạn, cũng cây cũng tạm tạm mà chứ cũng không có bự mấy. Giờ nó đang chuẩn bị ra cặp lá thứ ba các bạn, một cặp lá này, hai cặp lá, ba cặp lá nè. Hy vọng Tết nó đẹp, có bông hoa chơi các bạn. Nếu năm nay có thể là hoa sẽ trổ sớm các bạn, tại vì Tiền thấy năm nay là nắng dữ lắm luôn các bạn. Giờ này buổi trưa mà nắng thấy ghê luôn nè, mình quay cho cái nhà xem nè, nắng cây nó muốn héo luôn á, tại cây mình rễ nó còn yếu á, mình ra chậu nắng héo, chưa có bán rẻ nhiều. Giờ các bạn cũng đừng có tưới phân nha, có chỗ này hơi mát mát, có cái cây gì khác nó che che mát mát cũng đỡ đỡ, nên nó không héo. Còn chỗ này nó nắng quá, mấy ngày đầu thì mình trồng ở nhà chơi thì nó chưa có bắt rẻ nhiều nên nó nắng thì nó luôn bị héo. Có mấy chậu cây còn nhỏ, bữa qua thì có nhổ được một cây, thấy cái cây cái con gì nó cắn ngang gốc, nó cào cào hơn gì các bạn, không biết là các bạn đang đêm nó cắn. Ban mai của mình nó cũng còn bé xíu à, ban mai mình nó có chút xíu các bạn, kệ trồng thử rồi kịp tới ban mai thì vô đất đầy lên đây là chiều con khúc à, hôm nay thì lên xuống ngồi chơi cho cả nhà xem nha. Sáng thì nó xanh tốt các bạn, nhờ trưa nắng quá đồn. Quay sơ mấy cây hướng dương cả nhà xem nè. Dương này bữa mình mua 4 cây các bạn, trồng bữa nay nó bự như thế này nè. Hai chậu bông cúc nữa nè. Đây là hoa màu gà. Bữa mình chỉ có mới có cho ăn một miếng phân 30-10-10 thôi các bạn. Mình chưa có cho phân ăn gì hết trơn luôn. Chưa có cho ăn tiếp chứ. Mới có cho ăn cử phân 30-10-10 à. Nó cũng ra rễ rồi nè. Chiều nay Tiền cho thêm một cửu phân nữa, rồi bắt đầu Tiền sẽ cho 20-15 để cho nó chuẩn bị nó ra hoa các bạn. Này coi, lên cây này nó có sâu hay gì kỳ ta. Bữa nó rớt nó chuẩn bị nó có hoa nè các bạn. Có mấy cây chuẩn bị nó có hoa đây nè. Của mình thì nó còn hơi nhỏ. Này coi đám bắp của mình nè, chín chậu. Mấy cây này mới trồng sao nè, nắng quá trời khô đúng không bạn, nó khô ở trên mặt, ở dưới nó héo. Quay cái nhà mấy cây sống đời như này, này từ mới sắp xếp chậu ngày hôm qua nè, ngoài sống đời của mình nè, được như đây chậu nè các bạn, mình gom hết xuống đây luôn, quá nắng rồi các bạn, sáng mình có phun nước rồi, giờ nó đã có ngồi bông rồi các bạn, nó lên ngồi bông nè. Còn mấy cái máy chậu thì nó cũng chưa có lên. Có một phỉnh đất mấy hồng thì để trồng hoa chơi, chứ con không có dư chỗ. Cái thích mấy cây màu gà nha các bạn, nhìn xanh nắng nhưng mà vẫn còn xanh tốt. Đã ghê. Cái cây này tối với con gì nó ăn. Này hôm bữa là Tiền ra trồng ra 2 ngày thì cũng có phun thuốc sơ sơ các bạn, phun thuốc sâu sơ. Các bạn phun thuốc sâu phun dạng cớm rồi, cớm sinh học. Có hạt hạt. Cái tóc này nè. Nhà cơ trái ớt nè. Ồ, có trái ớt chín nè. Đây quay nhà hai cái đậu bự của mình nè. Nhà nắng quá. Trưa. 11 giờ mấy rồi các bạn, nắng dữ lắm luôn. Nay nó cũng được 3 ngày rưỡi nè. Xanh tốt thì cũng mừng các bạn.
Thì nghe giọng có Tết có hoa chơi. Chậu này thì tiền trồng 11 cây. Tiền giờ tiền quay vừa qua tiền vừa xịt vừa quay á, cái không biết video nó có bị lỗi gì không mà mình đăng lên nó bị hoàn tiền các bạn. Cũng không có được kiếm tiền gì hết. Cây này to xíu. Này giờ trồng hơi mốc nó lớn lớn xíu rồi. Mình lấy rồi mình che lại các bạn, che cái phần ngang ngang như này nè, phải nói không có cái đèn, cái đèn đường này. Có đèn đường sáng lắm, có đèn đường là nó không có hoa luôn á. Mình quay sơ đi thảo của mình trồng được 3 ngày mấy thế nào cho cả nhà xem nha. Qua qua có quay video mà chưa có đặt được cho cả nhà xem. Cái nó hơi bận xíu. Cái này không có phân chuồng nhiều các bạn, bố mới gì về ngoài chở 3 phân chuồng đặt vô phân sau mới bỏ phân chuồng, bỏ phân chuồng vô thêm. Giờ hy vọng giờ Tết giờ 20 mốt 2 gì nó trổ bông cũng được các bạn, cho nó trổ hoa sớm mà chứ năm rồi trễ rồi, năm nay rút kinh nghiệm. Sáng nay mình quay sơ sơ cả nhà xem. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha. Khoảng 3 ngày nữa đi, 3 ngày nữa là được cũng 7 ngày hoặc là 8 ngày mình sẽ tưới phân các bạn. Mình tưới cử cho nó cử phân 30-10-10 hoặc là 20-10-10 gì cũng được các bạn. Rồi từ từ mình mới tưới 20-20-15. Tiền cũng có phân 15-15-20 nữa. Nhiều loại đó, nói chung tới giai đoạn nào mình sẽ tưới vào phun giai đoạn đó. Mình chỉ trồng ở nhà chơi thôi nên mình tưới cũng ít, ít là phân. Người ta trồng bán thì người ta mua nhiều loại. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha.